Trong xu thế phát triển như nhiều làng nghề truyền thống khác trong cả nước, nghề mộc ở Kim Bồng, Cẩm Im, Hội An, Quảng Nam cũng đang đứng trước những khó khăn khi thế hệ trẻ không còn mặn mà với nghề truyền thống và nguồn nguyên liệu đầu vào đang ngày càng khan hiếm. Nghề mộc Kim Bồng ra đời từ thế kỷ thứ 16, gắn liền với sự thịnh vượng của thương cảng Hội An. Khi ấy, do nhu cầu xây dựng cũng như đóng các loại thuyền buôn trọng tải lớn đã thúc đẩy nghề làm mộc ở Kim Bồng phát triển. Trong quá trình giao lưu, học hỏi, những nghệ nhân của làng nghề Kim Bồng xưa đã học hỏi những kỹ thuật tinh xảo, tạo ra một phong cách, một sắc thái rất riêng biệt. Cái đặc trưng cái làng mộc của Kim Bồng của mình á, là một người thợ mà làm ra, tức là từ A đến Z, tức là từ khi ra cây ra gỗ rồi khi cưa bò rồi tới xong xuôi rồi mình tới chọn tới khác rồi đến chọn khác rồi á, là biết làm trơn làm nguội lại, tức là chỉ có một người làm một cái sản phẩm ra thôi. Ngày nay trên các ngôi nhà cổ, chùa, hội quán hay những nhà thờ tộc ở Hội An, mộc Kim Bồng vẫn còn thể hiện rõ với những đường nét chạm trổ tinh vi, đẹp mắt. Việc bảo tồn những ngôi nhà cổ ở nơi đây vẫn chủ yếu do những nghệ nhân ở làng mộc Kim Bồng đảm nhận. Ngoài ra, những nghệ nhân của làng mộc Kim Bồng cũng đã chuyển hướng sang sáng tạo đồ mỹ nghệ để phục vụ du khách. Sự đổi mới này đã thu hút được một số thanh niên trong làng tham gia. Thì mình là qua nhiều thời gian mà những giai đoạn chiến tranh kìa, là vì nó bị mê mộc nhiều á, nên là bây giờ là những người mà cao niên là không có còn á, nên là như tôi bây giờ là đang là cái thế hệ thứ hai của trong gia đình đi làm cái nghề này. Nhưng mà có những lúc ví dụ như mà mình đi làm cái nghề đó, ví dụ như mình ra ngồi á, ví dụ như mà khi hỏi mình làm là mình thở ở đâu, ví dụ mình nói ở Kim Bồng là mình thấy nó cũng rất là tự hào về cái nghề nghiệp của mình. Tại vì là mình ở trong một làng nghề truyền thống có từ lâu đời mà nó có được cái chỗ đứng hồi xưa đến giờ rồi kìa. Tuy nhiên, ý thức giữ gìn nghề truyền thống của thế hệ trẻ làng mộc không phải ai cũng được như anh Hải. Theo các nghệ nhân, trước đây hầu hết các gia đình trong làng đều làm nghề mộc. Nhưng đến nay, chỉ còn lại vài gia đình giữ được nghề. Trong quá trình đào tạo học viên thì cũng có những cái không phải suôn sẻ. Tất nhiên một cái bởi vì cái nghề này nó rất là khó. Cái thứ nhất á, thì về cái thời gian học nghề rất là lâu. Thứ hai nữa thì bên cạnh đó các thế hệ trẻ thì cái sự các cái nghề thường là các cái nghề thủ công thì thế hệ trẻ không mặn mà cho lắm. Thứ hai nữa thì bên cạnh đó hắn cũng có những cái về mặt chính sách hoặc về mặt chủ trương của nhà nước. Thì anh nghĩ rằng cũng có một cái vấn đề cũng chưa được cái về mặt xã hội, về thông tin đại chúng mình cũng chưa khuếch trương những cái thực sự những cái giá trị của các cái nghề truyền thống. Cái đầu ra trước đây á thì làm cho khách du lịch họ tới họ tham quan rồi họ đặt hàng mình làm rồi mình chuyển đi nước ngoài. À, mà bây giờ chơi nó thật sự hơi nam na đó thì nó về cái biến động của quốc tế nên chứ mình đây cũng hơi khó khăn. Còn về cây về gỗ nữa thì mình đây trước đây thì mình làm cây mua tại cậu nguồn của mình mà chơi nó là phải mua cây cất nước họ nhập về. Trong vài năm gần đây, những nghệ nhân cuối cùng của làng mộc Kim Bồng đã cùng chính quyền địa phương thường xuyên mở các lớp đào tạo nghề cho lớp trẻ. Từ nguồn vốn đầu tư cho khuyến công, đã có hơn 60 em được hỗ trợ đào tạo nghề. Ngoài ra, Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Kim Bồng cũng được thành lập để kết nối làng nghề truyền thống với các điểm đến khác trong đô thị cổ Hội An. Cái du lịch làng nghề là một trong những cái viễn cảnh tương đối sáng lạng. Hiện nay việc làm của Hội An đối với làng nghề Kim Bồng tuy có tích cực nhưng mà vẫn có những cái hạn chế. Ví dụ như cái sản phẩm mình bán ra hiện nay, cái giá thành tương đối cao. Nó cao hơn so với một số cái sản phẩm mà những nơi khác nhập về. Đó. Rồi bây giờ cái đặt trình độ điêu luyện để trở thành nghệ nhân quả là cái chuyện khó với một số cái nhóm nghề trẻ, thợ trẻ. Bởi vì phải có cái thời gian tích lũy và phải có một cái kinh nghiệm nhất định. Do vậy mà cái việc hiện nay là cần thiết là bây giờ làm như thế nào để có thể là bây giờ tiếp tục đào tạo để đặt cái trình độ tinh trong cái nghề
Chưa nói là bây giờ là phải tăng cường cái sản phẩm và cái mẫu mã của Hội An lên, thì khi đó thì mới có thể là cộng hưởng cùng với cái xu thế phát triển Hội An về du lịch, thì khi đó đời sống của bà con nghệ nhân ở đây và đặc biệt là cái làng nghề ở đây mới có thể là tiếp tục nâng lên. Tuy nhiên, để những người dân làng Mộc gắn bó với nghề truyền thống, thì người dân rất cần sự hỗ trợ của các cấp ban ngành với chiến lược dài hơi để tinh hoa của làng Mộc Kim Bồng không bị mai một và đứt gãy. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Phe Cộng Hòa tại Thượng viện Mỹ đã thành công trong việc trì hoãn phê chuẩn ông Chuck Hagel làm tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ theo đề cử của Tổng thống Barack Obama. Trong cuộc bỏ phiếu vào đêm qua, tức ngày 14 tháng 2 theo giờ Hà Nội, phe Dân Chủ đã không giành đủ số phiếu để vượt qua rào cản về mặt thủ tục do các nghị sĩ Cộng Hòa dựng lên. Như vậy là việc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng cho nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Barack Obama sẽ phải lùi lại ít nhất là 10 ngày nữa. Cuộc bỏ phiếu đêm ngày 14 tháng 2 là nhằm chấm dứt tranh luận về nhân vật ông chủ mới của Lầu Năm Góc, mở đường cho cuộc bỏ phiếu phê chuẩn chính thức tại Thượng viện. Phe Dân Chủ cần tối thiểu 60 phiếu ủng hộ để kết thúc mọi tiến trình tranh cãi. Tuy nhiên, thực tế họ chỉ nhận được 58 phiếu thuận và 40 phiếu chống. Phe Cộng Hòa thì cho biết họ cần có thêm thời gian để được ông Hagel giải trình về những vấn đề họ quan tâm. Như vậy, việc phê chuẩn tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ phải lùi lại ít nhất 10 ngày vì Thượng viện Mỹ sẽ nghỉ làm việc trong tuần tới. Thượng nghị sĩ Harry Reid, lãnh đạo phái nghị sĩ Dân Chủ tại Thượng viện Mỹ, đã chỉ trích hành động của phe Dân Chủ là đáng tiếc và không phù hợp. Theo ông, đây là những diễn biến đáng buồn nhất ông được chứng kiến trong quãng đời 27 năm làm Thượng nghị sĩ. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ không bỏ cuộc và sẽ đề nghị tiến hành một cuộc bỏ phiếu mới vào ngày 26 tháng 2, ngày làm việc đầu tiên của Thượng viện sau kỳ nghỉ này. Ông Hagel là cựu thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa và từng tham chiến tại Việt Nam. Ông đã rời Thượng viện năm 2008 sau khi vấp phải sự chỉ trích của phe Cộng Hòa do những hành động bị coi là chống lại các lợi ích của đồng minh Israel, như bỏ phiếu phản đối Mỹ áp lệnh trừng phạt với Iran, ủng hộ một cuộc đàm phán trực tiếp với phong trào Hamas của Palestine, hay từ chối ký vào thư kêu gọi Liên minh châu Âu đưa nhóm Hezbollah vào danh sách khủng bố. Chính vì vậy, đề cử của Tổng thống Obama đối với ông Hagel gặp không ít chỉ trích, xuất phát từ sự hoài nghi về quan điểm chính sách của ông Hagel. Cộng đồng quốc tế tiếp tục có phản ứng về vụ thử hạt nhân mới đây của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trong khi đó, thì các chuyên gia về hạt nhân của Hàn Quốc cho biết họ không phát hiện thấy bất cứ chất phóng xạ nào từ vụ thử hạt nhân hôm 12 tháng 2 vừa qua. Đây là một động thái làm tiêu tan hy vọng có thể xác định được bản chất của vụ nổ. Ngày 14 tháng 2, các chuyên gia về hạt nhân của Hàn Quốc cho biết họ không phát hiện thấy bất cứ chất phóng xạ nào từ vụ thử hạt nhân hôm 12 tháng 2 của Triều Tiên. Các tàu chiến và máy bay của lực lượng không quân Hàn Quốc được trang bị thiết bị dò tìm có độ nhạy cao đã được triển khai ngay sau vụ thử để tìm kiếm, thu thập mọi dấu tích của chất phóng xạ. Tuy nhiên, đến nay, sau khi phân tích 8 loại mẫu thu thập từ đất, nước biển và không khí, vẫn chưa phát hiện thấy đồng vị phóng xạ nào. Bộ Môi trường Trung Quốc cũng cho biết đã giám sát tình hình môi trường ở khu vực đông bắc nước này trong 2 ngày qua, nhưng chưa phát hiện dấu hiệu có chất phóng xạ nào. Một trong những mối quan tâm hàng đầu của thế giới là xác định chính xác bản chất và quy mô vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, để từ đó xác định mức độ công nghệ mà Bình Nhưỡng đã đạt được. Và chất phóng xạ nếu thu thập được sẽ hé lộ nhiều về nguyên liệu phân tách đã được sử dụng. Tuy nhiên, nếu vụ thử dưới hầm ngầm được khống chế tốt, sẽ có rất ít, thậm chí không có phóng xạ rò rỉ vào không khí. Trong khi đó, tiếp tục phản ứng về vụ thử hạt nhân mới đây của Triều Tiên, ngày 14 tháng 2, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moscow sẽ phối hợp với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để đưa ra một phản ứng quốc tế phù hợp. Tuy nhiên, Nga phản đối mọi hành động tăng cường sức mạnh quân sự trên bán đảo Triều Tiên và không được lấy vụ việc này làm cái cớ để gia tăng sự hiện diện quân sự trong khu vực. Cũng trong ngày 14 tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên và nhất trí giữ liên lạc chặt chẽ về vấn đề này. Cùng ngày, các nguồn tin chính trị cho biết Nhật Bản đã bắt đầu công tác chuẩn bị để phối hợp với Mỹ trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính mới đối với Triều Tiên. Chuyển sang khu vực Trung Đông và Bắc Phi, làn sóng bạo lực mới lại tái bùng phát tại khu vực này, đúng vào dịp kỷ niệm 2 năm cái gọi là mùa xuân Ả Rập. Tại Bahrain, ngày 14 tháng 2, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi đụng độ xảy ra giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh ở thủ đô Manama. Đây là những cuộc biểu tình của người Hồi giáo dòng Shia nhằm yêu cầu nhiều quyền lợi hơn cho cộng đồng vốn chiếm đa số tại Bahrain, đồng thời hạn chế bớt quyền lực của người Hồi giáo dòng Sunni chiếm thiểu số nhưng lại đang cầm quyền. Từ sáng sớm, người biểu tình đã đổ ra các đường phố ở nhiều khu vực ngoại ô thủ đô Manama, ném đá và bom xăng vào lực lượng an ninh, buộc cảnh sát phải đáp trả bằng hơi cay và bắn súng chỉ thiên để chấn áp. Bộ Nội vụ Bahrain xác nhận
một thanh niên biểu tình và một nhân viên an ninh đã thiệt mạng khi đụng độ xảy ra. Đây là cuộc biểu tình gây thương vong nhiều nhất trong vài tháng trở lại đây tại Bahrain, và nó có nguy cơ phá hỏng tiến trình đàm phán bắt đầu từ hôm 10 tháng 2 giữa các nhóm đối lập Hồi giáo dòng Shiite và chính phủ do người Sunni cầm quyền nhằm tháo gỡ bế tắc chính trị hiện nay tại Bahrain. Trong khi đó, tại Libya, an ninh đã được thắt chặt trong dịp kỷ niệm 2 năm cuộc chính biến, lật đổ chế độ của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi. Giới chức Libya lo ngại nguy cơ tái bùng phát bạo lực khi người dân sẽ xuống đường biểu tình phản đối năng lực điều hành của chính phủ hiện nay. Kể từ sau khi lật đổ chế độ của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi hồi tháng 2 năm 2011, ngày 17 tháng 2 được lấy làm ngày kỷ niệm chính thức của đất nước Libya. Và từ 2 ngày nay, các biện pháp an ninh đã được tăng cường cả ở thủ đô Tripoli và nhiều địa phương khác nhằm ngăn chặn tái bùng phát bạo lực. Tại thành phố Benghazi, miền đông Libya, nơi được coi là cái nôi của lực lượng nổi dậy, khởi nguồn cho cuộc chính biến, cảnh sát và quân đội đã đưa lệnh triển khai dày đặc trên các tuyến phố. Nhiều trạm kiểm soát an ninh đã được dựng nên. An ninh cũng được thắt chặt tại nhiều cửa khẩu biên giới. Giới chức Libya thậm chí đã ra lệnh đóng cửa biên giới với Tunisia và Ai Cập do lo ngại nguy cơ xảy ra hỗn loạn trong dịp kỷ niệm này. Những hoạt động thắt chặt an ninh này được thực hiện trong bối cảnh có nhiều lời kêu gọi người dân Libya, đặc biệt là tại các thành phố miền đông, xuống đường biểu tình trong dịp này để phản đối chính phủ hiện nay. Ai cũng biết rằng đã có những lời kêu gọi người dân biểu tình trong ngày 15 tháng 2 để yêu cầu nhiều quyền lợi hơn. Vì vậy, công việc của chúng tôi là bảo đảm an ninh cho Benghazi cũng như cho cả Libya. Đã 2 năm sau cuộc chính biến, song cho đến nay vấn đề bảo đảm an ninh vẫn là vấn đề nổi cộm của chính quyền Libya, trong khi việc soạn thảo hiến pháp mới cũng chưa đạt được tiến triển cụ thể nào. Trong bối cảnh này, nhiều tổ chức quốc tế và chính phủ nước ngoài, đặc biệt là các nước phương Tây, đã kêu gọi các cơ quan đại diện của các nước này tại Libya tạm thời đóng cửa, cho tới sau khi kết thúc lễ kỷ niệm ngày 17 tháng 2. Tạm rời xa những thông tin thời sự chính trị, chúng ta đến với không khí ngày lễ tình nhân trên khắp thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Valentine Day, ngày lễ tình nhân vốn đã có một ý nghĩa đặc biệt, nhưng có lẽ ngày Valentine năm nay còn mang nhiều ý nghĩa hơn bởi có rất nhiều hoạt động đặc sắc trên khắp thế giới để kỷ niệm ngày đặc biệt này. Kính mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận không khí tình yêu ở khắp bốn phương. Tại thành phố Đài Bắc của Đài Loan, tình yêu đã làm ấm áp những trái tim của hàng trăm người đang yêu và cùng nhau nguyện ước tại lễ thả đèn trời. Hơn 120 cặp đôi, không phân biệt tuổi tác, đã cùng nhau thắp sáng những chiếc đèn lung linh và gửi lên trời nguyện ước tình yêu của mình. Tôi đã bày tỏ tình yêu của mình với bạn gái ngày hôm nay. Tôi hy vọng chúng tôi có thể sống bên nhau, cùng làm việc chăm chỉ cho tương lai của cả hai. Trong khi đó, ở bên kia đại dương, tại thành phố New York của Mỹ, tình yêu đã thăng hoa thành một kết thúc có hậu với rất nhiều cặp đôi. Trong đó có 3 cặp đôi may mắn được tổ chức lễ cưới tại tòa nhà Empire State, tòa nhà cao nhất nước Mỹ. 3 cặp đôi này với sự đồng ý của chính quyền thành phố đã tổ chức một đám cưới chung lãng mạn ở độ cao 381 mét, nơi chứng kiến rất nhiều thăng trầm lịch sử của nước Mỹ. Một cảm giác rất đặc biệt, được ở đây cùng tình yêu của mình trong một thời tiết thật đẹp, mọi người rất đáng mến, cuộc đời thật đẹp. Còn cách đó không xa, tại quảng trường thời đại, vô số thông điệp tình yêu đã làm rung động trái tim những người đang yêu, đã yêu và sẽ yêu. Những lời bày tỏ tình yêu được viết với nét chữ giản dị, mộc mạc nhưng giàu cảm xúc đã làm chậm bước những người qua đường, khiến rất nhiều cặp đôi phải dừng lại để cảm nhận tình yêu thêm một lần nữa. Ngày Valentine năm nay không chỉ có nhiều hoạt động kỷ niệm nồng nàn dành cho những người đang yêu, mà còn có rất nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho tình yêu giản dị giữa người với người, điển hình như hàng nghìn người ở rất nhiều nước trên thế giới như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Argentina, Mỹ, Mexico, Nam Phi đã cùng nhau xuống đường tuần hành hưởng ứng chiến dịch One Billion Rising để chống nạn bạo hành phụ nữ trên toàn thế giới. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.